Đây, mấy chị nhìn da mặt của em đi, mấy chị nói chuyện với em nha mấy chị. Dạ, trời ơi, coi trắng lắm nha mấy má nha. Dạ, xài là mê liền mấy mẹ nha. Rồi, mình xịt lên trên mặt giùm cho em cái gì nha, đảm bảo một làn da đã lắm cái gì ơi. Cái này là riêng với cái mặt là mình chơi banh rạp giùm cho em, mình đừng có sợ gì trơn trọi vậy. Dạ, cái này là từ thiên nhiên 100% giúp da mặt chúng ta cực kỳ trắng và cực kỳ sáng luôn. Một chai em tin anh Lâm, mày xài thử đi. Dạ, không có gì mà em dám xài cái mặt của em đâu vậy, rồi cái mặt tôi được mặt kiếm tiền mấy má ơi. Dạ cái này tắm trắng mặt được luôn nha cả nhà ơi. Dạ rất là trắng nha, một chai như thế này là mình sử dụng được khoảng 2 tháng chị, với giá là 490 ngàn nha mấy chị nha. Ok, cho em một chai, cho em là mua một chai để số điện thoại giùm cho bên Lâm như gì nha, nhanh tay lẹ chân. Thì Mạnh Linh Bùi chỉ là người bán như gì nha, em không có bán như gì nha, nhưng mà em chỉ là người test cho gì coi sản phẩm cực kỳ tốt và cực kỳ ok luôn. Cảm ơn, hello, cho em một chai nha, cảm ơn em. Cả nhà mình đặt hàng đó là số điện thoại giùm em luôn nha cả nhà ơi, rất là trắng nha mấy chị nha. Ai mua để số điện thoại giùm cho bên em thì bên em Zalo cũng như tư vấn cho chị, mình xài là cực kỳ đã nha, xài thì cũng mê với má nha. Ví dụ nhiều khi má nào mà đen quá là xài là chết luôn, chết luôn, chết mê chết mà luôn, thiệt sợ luôn. Dạ bên đây là có kem body luôn, cũng đồng giá là 490k một chai nha cả nhà ơi. Đây cái kem body đây, có kem body ban đêm nè, có kem body ban ngày luôn nha mấy chị nha, có sữa tắm luôn, cũng đồng giá là 490 ngàn nha cả nhà ơi. Dạ cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại nha cả nhà ơi. Em nói chung là rất là trắng luôn, tại vì em sử dụng hàng ngày cái sản phẩm này, đây là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc nữa nha mấy chị nha, cho nên là cả nhà mình an tâm nha cả nhà ơi, mình tắm trắng mặt được luôn nha cả nhà. Những chị nào mà không có thời gian dưỡng kem nhiều giống như em là cả nhà mình mua một chai tắm trắng một bước này thôi, chỉ cần khoảng 15 đến 20 phút là mình trắng lại nha mấy chị nha. Đúng rồi, ai kêu tao thề đi hả? Sinner Sinner Nhung ơi, giống như chị Vi á, nó kêu nó là trắng không, mày thề đi. An Nhiên ơi, bây giờ mình mua một bộ là 1.470.000 là mình được tặng một chai trị giá 490.000 nha An Nhiên ơi. Trời ơi, ngon lắm quý vị, em nói gì ngon ăn vừa miệng quý vị nha. Em gỡ cái mặt cho quý vị coi, trời nó cũng trắng đã đó thôi quý vị. Mà khi mà mình xức lên giày quý vị, mình xức lên giày thì khi mà mình đánh kem quý vị, trời nó ăn lắm quý vị. Mình đánh phấn nó đã lắm, trời ơi, mặt ngon ăn vừa miệng quý vị. Nhưng mà mọi người hạn chế ra nắng giùm cho em cái gì nha, trời đất ơi. Dạ dạ không Thanh Đông ơi, mình mua một chai không có được tặng nha chị nha. Chị có thể là mua thử một chai và mình sử dụng, nếu mà ok là mình mua một bộ nha chị nha, sẽ được tặng cho chị luôn. Cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả. Và cái này mà xài mà không trắng là bên em hoàn trả lại tiền cho chị luôn. Mẹ bỉm sữa là xài cực kỳ tốt, vì nói chung là ai xài cũng được hết trơn trọi. Chỉ cần để số điện thoại giùm cho em, Quỳnh lấy mấy chai body giùm anh đi Quỳnh. Dạ bên đây là có chai body, kem dưỡng, kem body ban đêm và những kem body ban ngày luôn nha mấy chị nha. Ban ngày là có chống nắng cho cả nhà mình luôn nha cả nhà ơi, cho nên những chị nào mà căn phòng á, mình cái gọi kem là nó thẩm thấu vô làn da luôn nha mấy chị nha, nó chống nắng cho cả nhà mình luôn. Dạ không hề bị lộ vân kem nha mấy cả nhà ơi, không lộ vân kem, rất là thơm gì nha. Xong rồi mình xài body dùm cho em, body bên đây cũng 490 ngàn như gì nha. Body có loại hai loại, đó là ban đêm và ban ngày. Ban đêm thì có nhiều chất dưỡng da trong đó như gì nha, bởi sao ban đêm chúng ta ngủ bắt đầu da chúng ta bắt đầu hấp thu những chất dinh dưỡng như gì nha. Còn nếu như ban ngày, ban ngày thì có chất chống nắng trong đó sẽ làm da chúng ta không mà bị ăn nắng như gì nha, rất là hay luôn. Cả nhà ơi, chỉ với giá là 490 ngàn một chai nha mấy chị nha. Em nghĩ là những chị nào mà muốn trắng là mình nên sử dụng cái sản phẩm này nha cả nhà ơi, tại vì nó rất là trắng luôn. Tại vì cái sản phẩm này em cũng đang xài, mình đi ra nắng ví dụ như là khoảng một tuần rồi là em không dưỡng kem, là em chỉ cần tắm lại một lần thôi là nó trắng lại liền nha mấy chị nha. Chỉ đâu chỉ muốn ngang những chị nào mà muốn trắng liền á là mình nên sử dụng cái sản phẩm này nha mấy chị nha. Đi tiệc đi tuần rồi là nó không có hề bị lộ cái vân kem, nó chỉ vô nó thẩm thấu vô cái làn da của mình luôn nè. Những cái loại kem khác á là nó sẽ bị có khối gặp bợm á, nó rất là ghê nha mấy chị nha. Ok chị Trinh Trinh nha. Chị ơi, cái này người ta không có khuyến cáo xài mặt cho chị nha, nhưng mà em muốn xài mặt thì sao, bởi vì em thích lắm quý vị. Dạ em xài mặt cả lắm. Chị Thùy Trang ơi, đặt trên like sẽ được free ship nha. Dạ kem dưỡng da, kem body là 490 ngàn luôn nha chị Bim Bim Trần ơi. Em nói thiệt luôn, cái kem này rất là thích, mà khi gặp nước thì nó không hề bị tan nha mấy chị nha. Cả nhà mình những ai mà sử dụng kem nhiều, dưỡng da body nhiều là mấy chị biết, khi mà những cái loại kem khác đó là nó gặp nước nó sẽ bị trôi, còn có loại kem này nó không có bị trôi nha mấy chị nha, cho nên là mình sử dụng em rất là an tâm. Khi mà mình đánh vô mình đi tiệc đi nhổ mấy chị nó cũng an toàn nữa, không có hề bị ngại ngùng nha. Mấy cái loại ngại kem ngùng cái gì? Mấy cái loại kem khác mấy chị mà có lông tai lông chân nhiều á là nó sẽ bị lộ lên liền à, nhìn nó ghê lắm. Cả nhà mình muốn tư vấn cái sản phẩm này để lại số điện thoại giùm em nha, chút xíu em điện thoại tư vấn với từng chị luôn. Đây,
mấy chị nhìn da mặt của em đi, mấy chị nói chuyện với em nha mấy chị. Dạ, à, trời ơi, coi nó trắng lắm nha mấy má nha. Dạ, xài là mê liền mấy mẹ nha. Cả nhà mình biết sao không? Cái làn da của anh Lâm nè, là khi mình tắm lên á là nó mịn hẳn ra luôn. Tại vì có chị trực tiếp ngoài đây mình mới thấy rõ được cái da mặt của mình á là nó khác cái da body mấy chị biết không? Trời đất ơi. Tại da mặt mình sử dụng kem rất là nhiều cho nên khi tắm lên. Em nói gì cái mặt em là xài bao nhiêu tiền cũng có, dạ 5 triệu em thồn lên trên mặt của em cũng có gì nha. Em xài tầm mỹ phẩm cao cấp không gì mà điên, cái này là em phải tắm với nhau gì nha. Ờ, nhanh tay. Chị Trang Ngọc Bích ơi, tại vì cái sản phẩm này là chưa có ai sử dụng mà bị dị ứng hết á chị. Nhưng mà chị an tâm đi, chị cứ sử dụng giúp em nha, không có sao đâu chị nha. Ok, Minh Châu một chai luôn, chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho bên em nha. Thì bên em tổng cộng một combo gồm 4 món. 4 món bên em bán là 1 triệu 470 ngàn gồm một cái tấm băng ở bí mật đêm nhược hàng đồng đây chim hả? Dạ cảm ơn em. Dạ đây là cái chai tắm một lần, là cái chai nó màu đen cái gì nha, xài màu đen là cực kỳ ok. Xong là 490 ngàn, mà sau khi bị da trắng xong thì xài cái tắm hàng ngày giùm cho em. Tắm hàng ngày là cái chai màu hồng cái gì nha, ngày nào cũng tắm hết trơn trọi thì da nó bạch tông lên, và sau khi bị da trắng lên thì chúng ta sử dụng cái chai ban đêm cũng như là chai ban ngày giùm cho em. Mình kết hợp một bộ sản phẩm giùm cho em mà da cực kỳ sáng và cực kỳ mịn màng luôn. Cảm ơn quý vị rất nhiều, nhanh tay lẹ chân giùm cho em gì nha. Thôi bây giờ chúc mọi người buổi tối vui vẻ, còn chị em nào cần để số điện thoại giùm cho em. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người, xin chào và hẹn lại, tạm biệt mọi người.